Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Từ Thủ Đô với Quân Khanh. Hôm nay là ngày thứ năm, 30 tháng 11 năm 2023. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của VTV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Khoảng giờ này ngày mai thì thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, các vị dân biểu Cộng Hòa sẽ nhóm một phiên họp đặc biệt. Và trong cái phiên họp đó họ sẽ nghe một số đồng viện trình bày những cái lý do và những cái bằng chứng cho thấy là có thể sẽ mở một cái cuộc luận tội tổng thống dân chủ là ông Joseph Biden. Cho đến giờ phút này thì đó là những cái tin tức mới nhất mà tôi có thể trình bày, và tôi được nghe nói rằng là một trong những người sẽ được mời để giải thích những cái lý do và đưa ra những cái chứng cớ cho các đồng viện Cộng Hòa biết là ông Jim Jordan. Quý vị khán thính giả của Người Việt TV có và anh Đỗ Dũng có lẽ cũng còn nhớ là ông Jim Jordan mới đây thì cũng đã ra tranh cử chức vụ chủ tịch Hạ viện nhưng mà không thành công. Và cũng phải xin phép được nhắc lại một chuyện là như thế này: lúc mà còn ông Kevin McCarthy thì bên Hạ viện Cộng Hòa là các vị dân cử Cộng Hòa cũng đã tính đưa ông Biden ra để vào luận tội, nhưng mà rồi đã không thành. Bây giờ thì họ nói rằng là họ có thêm những cái chứng cớ, không rõ là cái chứng cớ đó là như thế nào, và họ bảo rằng là có đủ để họ có thể bắt đầu cái cuộc luận tội, các cuộc điều tra để luận tội ông Joseph Biden. Tất cả là mọi người còn đang chờ đợi coi là cái phiên họp ngày mai diễn ra vào trưa ngày mai rồi xem là nó ra sao. Ngay giờ phút này thì cũng rất là khó đoán. Có người bảo với tôi là có lẽ là khi mà họ quyết định như vậy thì họ đã có đủ phiếu. Cũng có người bảo với tôi là chưa chắc, không biết là chuyện sẽ như thế nào. Nhưng mà cái điều quan trọng là nhiều người muốn biết là những cái bằng chứng mà các vị dân biểu Cộng Hòa có được ở trong tay, nó bao gồm những điều gì và nó có đủ mạnh để mà có thể truy tra, để mà điều tra luận tội ông Joseph Biden hay không. Nên nhớ rằng là một trong những cái mục tiêu mà một số các vị dân cử Cộng Hòa mong muốn, tức là luận tội ông Joseph Biden và nghĩa là mời ông ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Lúc đó thì tôi còn nhớ mãi là cái lúc đó thì mọi người bảo rằng là cái chuyện mà luận tội ông Biden thì chắc chắn sẽ xảy ra. Cái lý do rất là dễ hiểu là trước đây thì là dân chủ đã từng luận tội ông Donald Trump Cộng Hòa, thì bây giờ Cộng Hòa đã có một cái cơ hội để mà luận tội ông Joseph Biden, coi như là hai bên hồi vốn. Tôi thì tôi phải thú thật với anh Đỗ Dũng một điều rằng là tôi biết là có thể là Đảng Cộng Hòa nắm Hạ viện, và với cái khối đa số hiện nay thì rất có thể là họ sẽ làm được những điều mà họ mong muốn làm, nhưng mà rồi sau đó thì lên Thượng viện thì Thượng viện sẽ vứt vào sọt rác. Đó là những gì mà chúng tôi có thể trình bày cùng với là quý vị khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Mừng gặp lại anh Đỗ Dũng, hy vọng là sức khỏe của anh đã tốt hơn những ngày trước đây. Thưa với anh Đỗ Dũng. Tôi nói với anh nghe là bây giờ không có nói lòng vòng gì đó. Tôi thẳng luôn là ngày mai Cộng Hòa họp với nhau á để coi cái vụ cái check $40,000 anh có biết không? Anh biết cái vụ đó không? Bây giờ là ông Biden có biết chuyển nợ tiền đó của Trung Quốc hay không? Nếu mà ông James Comer, chủ tịch ủy ban giám sát của Hạ viện, mà thuyết phục được với các đồng viện là ông Biden biết 40,000 này của Trung Quốc, tôi bảo đảm anh bụp cái ông Biden bị chốt vé liền và lên Thượng viện tính sau. Ở đây mình không nói chuyện Thượng viện, cấm nói chuyện Thượng viện, Hạ viện only. Chỉ nói chuyện Hạ viện thôi. Bảo đảm anh đủ. Còn nếu mà không chứng minh được là ông Biden biết có 40,000 đó của Trung Quốc á, là của Trung Quốc, vâng, thì thưa anh, ông Mike Johnson cũng xin bye bye luôn. Ok, anh công nhận được tôi không? Nó ở đó cái tờ chi phiếu chẳng có cái gì khác đó. Vâng. Ông James Comer đó. Vâng, tôi nghĩ là với cái chi phiếu như vậy thì như vậy nó không đủ mạnh anh Đỗ Dũng ơi. Thì tôi bây giờ nó không đủ mạnh, nhưng mà nếu ông James Comer ông thuyết phục được những người kia, tôi đủ 222 phiếu. Vâng. Thực ra bây giờ tôi có 222 phiếu mà tôi chỉ cần 218 phiếu thôi là tôi có thể chốt phế được rồi. Vâng. Thấy chưa? 218 là tôi chốt phế được rồi. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó mình không biết có chốt phế được không. Nhưng mà ngày hôm nay có một ông bị chốt phế nhưng mà không chốt phế. Coi như là cái gì? Nhiều người hôm qua tôi thấy đưa tin là ông này qua đời. Đó là ông Henry Kissinger, 100 tuổi. Ông qua đời nhưng mà đời ông chưa qua.
là bởi vì cái chuyện ông còn dài lắm. À, trước hết chị hỏi anh Khanh nghĩ sao về nhân vật này sau khi nghe tin ông này chết? Tôi phải nói thật một điều rằng là như thế này thì anh Đỗ Súng, tôi có dịp gặp ông Henry Kissinger một cái thời gian trước đây, thì khi mà tôi làm việc với báo Người Việt tôi cũng đã từng có một cái cơ hội để mà hỏi ông một vài câu hỏi, nhưng mà rồi cũng tôi không có cảm tình lắm với ông. Cái lý do rất là dễ hiểu, là tôi là một người Việt Nam. Tôi còn nhớ là một người bạn của tôi ngày hôm qua gọi điện thoại báo tin ông Henry Kissinger mất, và anh bạn của tôi nó nói một câu mà tôi nghĩ rằng là cái câu này là anh không chỉ anh nói riêng cho anh mà cho rất nhiều người Việt Nam, nhất là những người Việt Nam ở miền Nam Việt Nam. Anh bảo rằng là cái tin này anh đợi mãi bây giờ ngày hôm nay nó mới đến, tức là cái tin ông Henry Kissinger qua đời. Tôi thấy đó cũng là cái suy nghĩ của tôi khi mà tôi nghe tin ông mất tối ngày hôm qua. Tôi cũng thắc mắc một điều rằng là không biết là chúng ta nên nói gì về ông Henry Kissinger. Trên Facebook có đọc thấy có một người bảo rằng là thôi nghĩa tử là nghĩa tận, tôi trách ông thì tôi vẫn trách nhưng mà tôi không nói gì thêm nữa cả. Đó là cũng có người bảo rằng là ông này thế này, ông này thế kia, vân vân và vân vân. Riêng với cá nhân tôi thì tôi thấy một điều là cái lần mà tôi gặp gỡ ông thì là lúc đó là ông nhìn tôi với một cái vẻ mặt rất là khó chịu, bởi vì là lúc đó tôi nói tôi là người Việt Nam và tôi làm việc cho một nhật báo là nhật báo Người Việt ở California. Tôi muốn xin đặt một vài câu hỏi với ông. Ông nhìn tôi rất là khó chịu. Tôi có cảm tưởng như là ông Henry Kissinger ông không muốn nói chuyện đến Việt Nam nữa. Đó là cái thời gian đó. Và tôi cũng có cảm tưởng là ông không muốn tiếp xúc với những người Việt Nam. Thành ra là bởi như vậy, ông có một cái vẻ mặt hầm hầm, cú vọ, khó chịu lắm. Và tôi nghĩ là có lẽ lúc ông đang nghĩ ở trong đầu, ông bảo cái thằng nhà báo này nó cũng là một trong những người lúc nào cũng muốn là cho mình chết, xuống hỏa ngục. Nhưng mà ông quên một điều là người Việt Nam chúng tôi giận ông thì có, nhưng mà số người tha thứ cho ông cũng rất là nhiều. Bằng chứng là có rất nhiều người ngày hôm qua bảo là thôi cầu nguyện xin Chúa tha lỗi cho ông nếu ông có lỗi để cho ông có thể lên thiên đàng. Và tôi chỉ xin được kể lại cái câu chuyện như vậy để trả lời câu hỏi mà anh Đỗ Dũng đặt ra. Thưa anh Đỗ Dũng, anh nghĩ sao có người thì nói ông Henry Kissinger là một kẻ vô luân, có người thì nói ông là một kẻ thực dụng? Anh vâng. Thiên về hướng nào hay là anh đứng hai hàng? Xin mời anh. Tôi lại phải tôi thật thưa với anh thế này. Khi mà chúng ta nhìn về vào nước Mỹ thì chúng ta thấy rõ ràng cũng là người thực dụng. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không phải là chỉ nhìn là nước Mỹ không thôi. Bởi vì là trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ thì tôi là một công dân của Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam Việt Nam. Thì tôi thấy rõ ràng là ông là người đã ký cái bản án tử hình cho miền Nam Việt Nam. Tôi còn nhớ là ngày 27 tháng Giêng năm 1973 là ngày ký kết Hiệp định Paris. Và lúc đó thì là không tin tức không có được nhiều, thành ra cũng không có rõ. Nhưng mà sau này thì tôi biết rằng là ông đi đêm với lại Cộng sản Bắc Việt. Và tôi phải thú thật với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là nếu mà anh là bạn của tôi mà sau đó anh chăn gối với kẻ thù của tôi và anh đi đêm với kẻ thù của tôi thì tôi nghĩ thằng cha này không chơi được. Cái chuyện mà cái chữ là thằng cha này không chơi được cũng là cái điều mà tôi nhớ rằng là ngay chính bố tôi cũng có nói cái điều đó. Bố tôi bảo rằng là người Mỹ mà như Henry Kissinger thì đó không phải là người Mỹ. Người Mỹ họ phải có tư cách hơn. Anh dùng chữ là thằng cha này vô luân thì cái điểm đó thì cũng không sai. Bởi vì là tôi không dùng người khác gọi thì tôi không dùng nha. Dạ, vâng, người khác gọi dạ, vâng, tôi không có ý kiến nha. Vâng, người khác, vâng, người khác tôi chỉ lặp lại thôi. Anh nói. Yeah. Vâng, anh lặp lại cái điều đó thì thú thật là cái đó cũng không sai. Tôi nhớ là hình như là ông Larry Berman cũng có nói rằng là ông Henry Kissinger là một người tài, không ai phủ nhận cái điều đó. Nhưng mà bên cạnh cái tài đó thì ông là một con người gian ác và gian xảo. Tôi tin là cái điều đó là cái điều đúng. Thật ra là khó để mà cho tôi nghiêng về phía thực dụng không thôi, mà tôi phải nhìn kỹ cái vấn đề. Thì tôi thấy rằng là rõ ràng là ông Henry Kissinger, và nên nhớ một điều là như thế này, ông không chỉ làm cái điều xấu xa đó ở miền Nam Việt Nam mà ông còn làm với nhiều quốc gia khác nữa. Thưa với lại anh Đỗ Dũng, tôi thấy nhiều người nói như thế, nhưng mà trong suốt thời gian mà ông tiếp tục là một nhà ngoại giao không chính thức,
ông vẫn được nhiều người, nhiều tổng thống Mỹ kính trọng. Đặc biệt tổng thống George W. Bush mà người anh Khanh cũng kính trọng luôn. À, chỉ có ông Reagan là ông chê mày, ê mày chơi với kẻ thù, tao không chơi với mày. Nhưng mà ông ấy bảo kẻ thù kẻ thiết thì tôi chơi láng hết. Bởi tôi là con người thực dụng. Và tôi phải làm công việc tôi làm. Đó là tôi làm cho nước Mỹ. Tổng thống Mỹ do dân Mỹ bầu lên. Quý vị muốn như thế tôi làm, bây giờ quý vị trách cái gì? Anh nghĩ sao lập luận đó? Tôi nhớ rằng là cái điều đó là cái điều mà không không là cái điều anh Vô Đô Dũng vừa mới nói thì không sai. Ngay chính là những nhà ngoại giao mà họ đã từng làm việc với ông Kennedy, Henry Kissinger, họ cũng có cái ý tưởng là như vậy. Tức là kẻ thù có thể ngày hôm nay là kẻ thù và ngày mai là chúng ta là bạn. Thật ra cái chuyện mà bắt tay với kẻ thù hay làm việc với kẻ thù cái đó không phải là cái điều quan trọng. Cái điều quan trọng là đem lại được cái sự, đem lại đó, cái gì cho nước Mỹ. Vâng, thành ra là bởi như thế. Thưa với anh, tôi có nhìn thấy cái điều đó, tôi có được nghe nhiều người nói đến cái chuyện đó. Nhưng mà tôi phải nói thật là ngay cả cái chuyện, bây giờ lại phải trở lại cái câu chuyện của Việt Nam. Là ông Henry Kissinger, ông lãnh giải Nobel Hòa Bình bởi vì ông đem lại hòa bình cho Việt Nam. Nhưng mà tôi thấy rằng là, sự thật ra thì, ông có bao giờ ông nghĩ đến cái chuyện là ông đã giết Việt Nam hay không? Ông có bao giờ ông đã ký cái, ông đã khai tử miền Nam Việt Nam bằng cái hiệp định hòa bình Paris hay không? Tôi được biết là sau khi ngày 30 tháng 4 1975 diễn ra, thì sau đó là nhiều người lên tiếng chê trách ông vân vân. Thì nếu tôi nhớ không lầm thì câu trả lời của ông tức là ông đã bằng cố gắng bằng một cách để đem lại một cái hòa bình trong danh dự cho người Mỹ, tức là ông chỉ nghĩ đến quốc gia người Mỹ của ông. Thật ra như vậy là đúng, đây là cái thực dụng. Nhưng mà đừng quên rằng là còn cái số phận của mấy chục triệu người miền Nam Việt Nam. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi thấy ở cái đó không, ông không, ông thể quên được. Và tôi tin rằng là ông có lẽ là ông không ngủ yên ở cái chuyện đó đâu. Khi thành ra bởi vậy ông không muốn nói đến chuyện Việt Nam và không muốn nhắc đến cái chuyện Việt Nam trong suốt bao nhiêu năm trời. Đó là cái điểm mà tôi nhìn thấy thưa với anh Đỗ Dũng. Tôi biết ông ngủ yên hay không, ngủ yên hay không có chuyện đó tôi nghĩ là cũng không quan trọng. Có nhiều người bảo ôi mày không ngủ yên đâu nhưng mà họ vẫn làm. Có nhiều người tôi thấy họ bảo là nghĩa tử nghĩa tận nhưng mà người ta chết mấy chục năm, cả trăm năm vẫn bị chửi như thường. Tôi nói thẳng với anh những câu đó, những câu tào lao tôi không tin. Bảo mày mà làm như thế thì mày sẽ là đời mày sẽ bị này kia, mà nó vẫn làm. Mà cái thành phần mác ôn nó lại sống lâu mà. Henry Kissinger bị người ta chửi thế mà sống tới 100 tuổi. Thấy không? Nó cười vừa đời buồn cười thế. Vâng, nhưng mà anh có để ý không? Người bạn, vâng, thằng Răng một người bạn của tôi mới nói một câu rằng là cái tin này đợi lâu lắm rồi mà hôm nay nó mới đến. Không. Sống dài. Không. Dạ, vâng. Điều đó có nghĩa là gì? Ở một mức nào đó nếu mà anh suy nghĩ ngược lại, ông làm điều đúng. Vâng. Bởi vì nếu ông làm điều bậy thì ông đã chết từ lâu rồi. Đúng không? Nghe có vẻ khó chịu nhưng mà sự kiện nó là như thế. Làm gì mà sống tới 100 tuổi dữ vậy cho nội. Đúng không? À. Thế bây giờ thưa anh, bây giờ đây là, nhưng mà trong một lần trong cái hồi ký của ông có viết như thế này, đại khái ông lý giải thế này: tất cả những gì tôi làm tôi đều tìm làm sao một cái giải pháp nào mà có thể có một khoảng cách có thể chấp nhận được. Tức là anh không thể nào anh lấy được trắng đen như mọi người muốn, trắng là trắng, đen đen là không. Anh phải tương nhượng. Và tôi nhớ có cái cuốn sách của ông Frank Snap, chắc anh Khanh biết, Decent Interval. Một khoảng cách có thể chấp nhận được. Tức là ý ông nói là tôi đạt những giải pháp ngoại giao không phải là hoàn hảo, nhưng mà đó là cái có thể chấp nhận được. Và anh phải thừa nhận một điều là người ta công nhận là nhờ có ông chiến tranh lạnh chấm dứt, Mỹ với Trung Quốc bắt tay nhau, Mỹ với Liên Xô đạt được thỏa thuận kiểm soát vũ khí nguyên tử, hòa bình Trung Đông ổn định. Mặc dù trong đó có bao nhiêu triệu người chết, trong đó có những triệu người miền Nam Việt Nam, những người dân ở Chile, những người dân ở Cambodia bị ông thả bom, vân vân, có hết. Đúng rồi. Anh nghĩ sao về cái khoảng cách có thể chấp nhận được? Xin mời anh. Cái khoảng cách có chấp nhận được thì bây giờ phải nhìn như thế này. Bây giờ hãy nói về cái tài năng của ông Henry Kissinger. Đúng như anh Đỗ Dũng nói, ông là một người tài. Không ai phủ nhận cái chuyện ông là người tài cả. Nhưng mà tài đã có đủ hay chưa? Nên nhớ rằng là cái tài nó phải đi với cái đức, chứ không phải là chỉ có tài không thôi. Ông làm được rất nhiều việc. Và tôi tin một cái điều rằng là những cái việc mà ông làm thì chưa chắc một người khác, một vị ngoại trưởng khác đã có thể làm được.
một vị cố vấn khác của Hội đồng An ninh Quốc gia đã có thể làm được. Thật ra tôi không bao giờ tôi phản đối ông một cái việc đó cả. Tôi không bao giờ tôi phủ nhận cái công lao của ông. Nhưng mà tôi nghĩ là cái tài nó cũng phải đi với cái đức. Cái đức là gì? Tức là mình phải biết suy nghĩ. Nên nhớ rằng là cái khả năng của ông đem lại cái thành công cho Hoa Kỳ chưa đủ. Bởi vì Hoa Kỳ còn có những quốc gia đồng minh. Và ông sẵn sàng ông chấp nhận những cái chuyện, chẳng hạn như anh Đỗ Dũng vừa nói chuyện Cambodia, chuyện Việt Nam, chuyện Chile, để ông đem lại cái thành công. Thì tôi nghĩ như vậy thì nó cũng hơi, dùng cái chữ thế nào để cho đúng, ác. Tàn bạo quá. Vâng, cảm ơn Đỗ Dũng đã dùng cái chữ. Tôi thấy là cái điểm đó tàn bạo quá. Nên nhớ là tôi không dám, tôi không phải là người kết án ông Henry Kissinger. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi được cơ hội làm việc giống như ông, thì có lẽ rằng tôi sẽ làm khác hơn ông. Ít nhất là về cái chuyện nhân đạo một tí xíu nữa. Nhân đạo với lại đồng minh của mình. Nhân đạo với những người họ biết là họ trông đợi vào mình. Và tôi tin rằng là ông Henry Kissinger biết điều đó. Nhưng mà ông vẫn nhắm mắt ông làm ngơ. Đó là cái đau lòng thưa anh. Câu hỏi chót tranh khanh. Đúng là nhiều người họ rất là ghét ông này, thậm chí căm thù ông này. Thậm chí ông này đi đến đâu chứ thế giới đều bị người ta chống. Thậm chí ông không dám đến Oslo, thủ đô của Na Uy để nhận giải Nobel Hòa Bình. Ông sợ đến ông bị treo cổ. Bây giờ trước khi bóng chết, ông đi đến đâu cũng phải suy nghĩ trước, đến đây có bị bắt hay không. Và ông là một tội phạm chiến tranh, đúng không? Nhiều người đều thừa nhận như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi đặt một cái giả thiết này. Nếu anh nói là nếu anh là ông, anh làm khác đi, thì liệu Đức Mỹ có được như ngày hôm nay hay không? Cái chuyện này mình đặt nó giả thiết thôi, tại vì nó không xảy ra, bây giờ mình đặt ngược lại. Anh hiểu ý tôi nói không? Tức là vì ông Kissinger thực dụng như thế mà nước Mỹ mới được như ngày hôm nay, thế giới mới như ngày hôm nay. Nếu ông Kissinger không thực dụng, ông Kissinger có một cái gọi là nhân tính một chút xíu giống như Nguyễn Văn Khanh, thì có thể nước Mỹ, thế giới ngày hôm nay nó hỗn loạn anh ơi. Câu hỏi chót cho anh nghĩ sao về cái chuyện đó, nếu một số người bênh ông Kissinger nói như vậy? Đúng là cảm ơn anh Đô Súng đặt ra câu hỏi này. Đúng là rõ ràng là như vậy. Rất nhiều người bảo rằng là ông ấy làm là vì ông làm vì nước Mỹ, và ông làm là vì ông nghĩ rằng là cái nền hòa bình của thế giới và cái vai trò của Hoa Kỳ là quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Tôi ngay từ những lúc đầu tiên thì tôi cũng đã thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của Việt TV là tôi hoàn toàn đồng ý với ông ở điểm đó. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng là ông là một người tài, và có lẽ là nếu mà có một vị ngoại trưởng khác thì chưa chắc đã làm được những điều mà như ông làm. Tôi chỉ muốn trình bày như thế này thưa với anh, là tôi chỉ mong là ông nghĩ thêm một tí xíu nữa thì có lẽ rằng là ông vẫn có thể làm được những cái điều mà ông muốn làm đó. Ông vẫn có thể xây dựng được một cái thế giới như là ông muốn xây dựng, nhưng mà nó không gặp những cái thiệt hại, mà những cái thiệt hại đó cả bao nhiêu triệu người phải gánh, phải chịu đựng, chẳng hạn như trường hợp của Việt Nam, trường hợp của Cambodia, trường hợp của Chile. Nhưng mà thành ra là tôi thấy là cứ bảo rằng là ông thực dụng, và đừng có bao giờ người ta nghĩ rằng là cái thành công của ông. Cái thành công của ông không che lấp được cái thất bại. Mà cái thất bại đó đáng ra là ông là người ông có thể tránh được, thưa với anh Đỗ Dũng. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn kỳ vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đỗ Dũng và cũng xin được cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi xin phép được dành được 30 giây nữa để thưa với anh Đỗ Dũng một chuyện. Là khi mà ông Henry Kissinger, ông ấy nhìn tôi với một cặp mắt, ông cứ nghĩ rằng là chắc thằng này cũng là một trong thằng Việt Nam. Lúc nào ông cầu nguyện là để tao chết rồi là tao xuống. Ông quên một điều rằng là người Việt Nam chúng tôi nhân bản lắm. Chúng tôi không hài lòng với ông, nhưng mà chúng tôi lúc nào cũng cầu nguyện và xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm nếu ông có, để ông có thể lên thiên đàng. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.